Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn gần xa. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2021. Mình đang ở giáo xứ Thanh Sơn, Gia Kiệm. Hiện tại mình đang đứng trước nhà thờ Thanh Sơn. Như cả nhà đều thấy, không khí ở đây rất nhộn nhịp, vì chỉ còn vài ngày nữa là lễ mừng Chúa Giáng Sinh rồi. Mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn mùa Giáng Sinh an lành, đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Giờ mình vào bên trong xem các hang đá được giáo xứ bố trí ra sao nha. Nhìn chung thì mình thấy cũng có nhiều giáo dân đi tham quan giống mình. Mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng mình đi khám phá nhé. Bây giờ mình dẫn bé Bí Đỏ lên xem hang đá nơi Chúa Giêsu hài đồng sinh ra. Bé Bí Đỏ gặp một chút rắc rối do bậc thang hơi cao, nhưng không sao, bé vẫn tiếp tục tiến lên không chút do dự. Bé rất hào hứng và thích thú. Bé xin lên xem Chúa lần nữa. Lần này bé có kinh nghiệm hơn rồi. Thank you.
Địa điểm thứ hai mình ghé đó là giáo xứ Gia Yên. Nhìn quang cảnh bên ngoài mình thấy không được như trên giáo xứ Thanh Sơn. Nhưng khi vào trong thì wow, thật tuyệt. Khuôn viên nhà thờ rộng và sâu nên mình phải đi xe xuống phía dưới. Nhìn chung mình thấy cũng không đông người lắm, chắc do Covid. Nhưng thôi, được như vậy cũng là tốt rồi. Cầu mong ơn lành và dịch bệnh sẽ mau chấm dứt. Chúc mọi người, mọi nơi được hưởng mùa Giáng sinh an bình. Thôi, mọi chuyện gác qua một bên. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá thôi nào. Đi vào đi. Đi khám phá. Đứng đứng yên đó nha, coi chừng té nha con. Rồi đó.
đi qua ăn cua đi con. Ôi giời. Kìa ông già Noel kìa. Địa điểm thứ ba đó chính là giáo xứ Đức Long. Wow, hôm nay cũng đông vui không kém đâu cả nhà. Rồi biết đứng đây đi mẹ chụp cho ha. Ở đây giáo xứ bố trí đoàn tàu ông già Noel đi phát quà. Tuy chỉ là mô hình nhưng rất đủ các em nhỏ yêu thích. Dĩ nhiên bé Bí Đỏ cũng không ngoại lệ. Thank you.
Địa điểm thứ tư và cũng là địa điểm cuối, đó là giáo xứ Thống Nhất. Lúc này bé cũng đã thấm mệt. Nhìn chung Noel năm nay không được như mọi năm. Nhìn thấy cũng hơi buồn vì thương người không đông vui như trước nữa. Mẹ chụp cho nè. Mẹ
trước ngực ấy. Thác nước đẹp quá. Có lá hồng diệp nữa kìa. Trời, để lùi xuống chứ. Để trước mặt về che mất mặt rồi. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đã theo dõi Vinh Sen. Xin chào và hẹn gặp lại.